Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm món nhím xào thập cẩm nhé. Bạn sẽ không bị dính các bạn ạ. Món này các bạn có thể làm để trong gia đình nhà mình ăn sáng hoặc là có công có việc thì mình xào món này cũng rất ngon các bạn nhé. Các bạn cần chuẩn bị cho mình là miến này, không để thiếu, đây là miến các bạn ạ, bộ 150 đến 200g miến nhé. Một cây nấm mèo này, ít nấm hương này, có nấm hương được mà không có thì chỉ cần mẹo được, một ít cà rốt các bạn ạ, rau mùi và hành mùi và hành lá các bạn nhé, và các bạn cho mình một ít rau cải bắp nữa thì nó sẽ không bao giờ bị dính các bạn ạ, để có rau thì là mì nó sẽ không bị dính vào nhau miến. Rồi bây giờ mình sẽ đi thái nhé. Đây là miến khô các bạn ạ, các bạn ngâm nước cho mình nhé, chứ không phải là miến tươi đâu, các bạn ngâm cho mình tầm 15-20 phút nhé. Rồi bây giờ mình sẽ sơ chế từng loại các bạn nhé. Nếu mà làm món chay thì các bạn miến chay thì các bạn không cần phải lấy thịt, có thịt nhưng mà đây là mình làm dùng miến ăn bình thường để cho đủ chất dinh dưỡng ấy, thì mình dùng một chút thịt nạc các bạn ạ. Các bạn dùng thịt nạc cũng được, hoặc là dùng thịt bò hoặc thịt đây thịt lợn các bạn ạ, hoặc là các bạn có thể dùng giò nhé. Hôm nay mình làm món này là món ăn sáng các bạn ạ, xào lên ăn thì nó cũng rất ngon mà có đủ rau, các loại thịt rau đủ có miến ăn nó ngon, chứ không có miến không thì mình mà xào hoặc mình nấu canh miến không thì ăn nó khó ăn, không có rau quả gì cả. Rồi bây giờ mình sẽ các bạn thái nhĩ ra cho mình nhé. Miền Bắc thì gọi là nhĩ, miền Nam thì gọi là nấm mèo các bạn ạ, là tùy theo từng vùng từng miền gọi khác nhau đó. Mình nghĩ là các bạn có cái này thì miến của mình ăn nó sẽ giòn và ngon hơn nhé. Nhà mình cái này các con và ai cũng thích ăn cái này, nó giòn sần sật ra, nên là mình nấu là mình hay cho nhiều cái này ăn cho nó ngon đó. Các bạn thái hết nhé, các bạn thái nấm hương ra cho mình nhé, rồi các bạn thái cả cà rốt ra cho mình. Có cà rốt ấy, thì nhìn cái bắp miến hoặc những miến xào của mình ấy, nhìn nó và nó đẹp hơn các bạn nhé. Mà ăn cà rốt thì cũng rất ngọt và ngon các bạn nhé. Nên là các bạn nên cho một chút cà rốt vào. Các bạn cũng thái mỏng ra cho mình. Các bạn thái hết ra nhé. Các bạn thái cho mình ra nhé. Rau cải rồi rửa cho mình rau cải nhé. Để mình cho lên bếp mình xào là được rồi các bạn ạ. Còn phần miến nhé, các bạn miến nó hơi dài ấy. Các bạn dùng kéo các bạn cắt cho mình làm 3 làm 4 đoạn nhé, thì mình xào nó không bị sợi nọ núi vào sợi kia các bạn nhé. Thì cái này là được rồi, bây giờ mình sẽ cho lên bếp để mình xào lên nhé. Mình sẽ có một đĩa miến xào thập cẩm có bữa sáng của gia đình nhà mình nhé. Các bạn cho chảo lên bếp cho mình nhé. Bây giờ mình sẽ nấu. Các bạn cho dầu ăn vào cho mình này. Mình chỉ cho vừa dầu ăn thôi các bạn ạ, cho nhiều nó lấy ăn rất sợ. Rồi các bạn cho thịt vào cho mình nhé. Các bạn cho thịt lên cho mình. Thank you.
xong mình cho cải bắp nhé. Cà rốt vào. Những cái gì nó lâu chín thì mình cho trước, còn những cái gì nó nhanh chín thì các bạn cho sau nhé, để cho nó dễ. Các bạn không có su hào, có su hào các bạn có thể cho su hào, hoặc là có đỗ các bạn có thể cho đỗ, hoặc nhiều các loại rau khác. Miễn là mình có một chút rau thì chế biến của mình là ăn vừa dễ ăn mà lại vừa không bị dính các bạn nhé. Nếu mà các bạn xào miến không thì không có cách nào là để không dính được cả, trừ khi là các bạn nấu canh miến thì mình mới không bị dính các bạn nhé. Sau khi nó tái như thế này rồi các bạn ạ, các bạn lại cho mình lấn vào nhé. Các bạn cho mình lấn nhĩ này, hai loại lấn này cho luôn. Để các bạn xào lên cho mình nhé. Các bạn cho mình 1/2 thìa bột canh nhé. Các bạn đều lên cho mình nhé. Sau đó mình lại cho tiếp các gia vị khác ấy, để cho nó sấm vào nhé. Hẳn lên mình chín, mình chín cho mình xong xong và cho xong mình hẳn lên nhé. 1/2 thì hẳn lên các bạn nhé. Miến này, rau củ này gần chín thì các bạn cho miến vào nhé. Như thế này thì các bạn cho mình miến nhé. Các bạn cho miến vào giữa chảo nhé. Mình cho rau dưa không có thì các bạn phải đổ cái hộp bát này ra nhé. Thì mình chảo này ra, không thôi không phải đổ, các bạn cho miến vào giữa cho mình, không phải mất công. Các bạn cho mình một chút mắm nhé, để cho nó thơm nhé. Các bạn đảo đều hỗn hợp này lên cho mình. Các bạn như vậy là mình đã gần xong rồi một đĩa miến xào rất ngon, đầy đủ gia vị và rau củ quả đủ chất dinh dưỡng. Chỉ cần chuẩn miến nó thân khô lại là được các bạn ạ. Còn mình ăn thử xem được chưa nhé. Nó vừa rồi là mình cho hành và mồi nữa vào nó xong thôi. Thử rồi các bạn ạ, mình cho hành một mùi nhé. Đây các bạn đảo đều lên cho mình nhé, để mình tắt bếp này được không? Các bạn cho ta đĩa cho mình nhé, là nó về thưởng thức đó. Các bạn lấy cho mình một cái đĩa nhé, và mình sẽ đưa miến ra. Miến rau, quả, rất ngon, không bị dính gì cả. Miến như thế này thì ai mà chẳng muốn ăn các bạn. Với độ 150-200g miến, độ 50g thịt lợn các bạn ạ, và một ít cà rốt, một ít rau cải bắp, nấm mèo và nấm hương và gia vị các bạn ạ, hành và hành mùi là các bạn đã có một đĩa rồi. Gia đình nhà mình ăn, kể cả ăn sáng với một đĩa như thế này thì hai hồ lo mà đủ dinh dưỡng các bạn nhé. Các bạn rắc cho mình một chút hạt tiêu lên nữa. Nếu các bạn ăn cay thì các bạn có thể ăn ớt nhé. Nhưng như này chỉ cần một chút hạt tiêu như này thôi là đĩa miến của mình đã thơm ngon rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo của mình nhé. Các bạn thích có thể like, chia sẻ và đăng ký kênh của mình Ẩm thực miền quê nhé.